Thế đại chúng, vào cái thời của Đức Phật á, có một vị sa di tên là Hiền Trí. Thì cái vị sa di này á là một vị sa di chứng đạo, gọi là chứng A La Hán, trẻ nhất trong số các vị chứng quả. Và quý vị biết sa di á là người mới tập tự, đi vào chùa xuất gia thọ 10 giới và làm một vị mới tu trong vòng vài năm trước khi vị đó được tiếp nhận với tỳ kheo chính thức gia nhập vào tăng đoàn. Thì vị sa di này á mới có 7 tuổi thôi và đi theo ngài Xá Lợi Phất để mà tu tập. Ngày xưa mà các vị nào vô tu á thì Đức Phật thường nhận nhưng mà giao qua cho các thầy lớn như là thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên hướng dẫn. Thì Pháp Hòa đọc thì thấy là phần lớn ngài Xá Lợi Phất trực tiếp hướng dẫn. Thì một hôm á, ngài Sa Di Hiền Trí này đi trên đường với ngài Xá Lợi Phất thì thấy người ta vét đất, vét mương để dẫn nước vào trong ruộng. Thì ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất là người ta đang làm cái gì. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói là người ta đang vét đất làm mương để mà dẫn nước vào trong ruộng, để có nước làm ruộng. Thì ngài mới suy nghĩ đất là vật vô tri, mà chúng ta là người có trí, và nhờ mình có trí cho nên mình mới biết dụng đường, mở đường dẫn nước vào làm ruộng. Ngược lại, tâm của chúng ta mà chúng ta không biết khai thác, chúng ta không biết mở mang để dẫn những cái nguồn nước trong sạch, những cái lời thanh lương vào trong tâm thức của mình thì nó uổng quá. Thì quý vị thấy á, mới có 7 tuổi thôi mà thấy người ta vét đất làm mương mà nghĩ sao con người mình không làm được như thế. Con người mình hơn là mình có đủ thông minh để mình làm việc đó, nhưng mà đôi lúc trong cuộc sống chúng ta quên mở ra cho mình một cái tâm rộng lượng, hay là mở lòng để mình tiếp nhận những cái nguồn mạch, những cái lời dạy để làm trong sáng cái tâm thức của mình. Thường thường á, mình có một cái thói quen là nhìn cái gì á, mình hay tác ý. Nhưng mình có tác ý đúng không? Phần lớn là tác ý không có đúng. Cho nên người gọi là phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý tức là mình nhìn cái đó mình không có tác ý đúng như sự việc nó, mà chúng ta lại suy diễn cách khác. Và cái khổ của chúng ta, cái phiền não của chúng ta, nó sinh khởi từ những công việc đó. Cho nên Sa Di Hiền Trí suy nghĩ rằng tại sao người ta có thể vét đất dẫn nước mà chúng ta không biết tạo cho mình, mở cái lòng của mình, hay là chúng ta không có biết rằng làm sao chúng ta có được cái tri giác để chúng ta mở tâm mà chúng ta vươn lên chúng ta sống. Nhiều lúc mình gặp một cái cảnh khổ thì mình dính vào cái cảnh đó, mình không có biết mở ra cho mình một hướng cao đẹp. Có nhiều người, người ta khổ xong cái ta cũng mở cho người ta cái hướng, là cái hướng đó là hướng đi chơi, mà người ta thường nói đi chơi để hết, để giải khổ. Nhưng mà nói theo truyện Kiều vậy đó, lúc tỉnh rượu khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thấy mình xót xa. Hết rượu rồi thì cái buồn lúc mình uống vô thì chẳng qua nó say để mình không còn suy nghĩ tới nó. Nhưng mà khi mà mình tỉnh rượu rồi thì khổ vẫn khổ, mà con người của mình thì mệt nhòi và không có thể nào giải thoát được. Và nó đưa mình đến cái chỗ đau khổ, mình muốn đến cái chỗ kết liễu cuộc đời của mình. Vì vậy cho nên hằng ngày chúng ta trong cuộc sống, thế nào chúng ta sẽ gặp những cái cảnh mà nó làm cho chúng ta cảm chừng như là bế tắc, nhưng mà thật không có bế tắc.
Nếu chúng ta quyết thì chúng ta sẽ làm được. Quý vị ở Hàn Quốc này, khi quý vị mới đến thì quý vị có khổ về ngôn ngữ không? Có khổ về thức ăn không? Vì người Việt Nam qua nước Mỹ, qua nước Canada, các nước khác cũng giống thôi, không có gì khác hết. Mới qua thì tiếng Mỹ cũng không biết, và thậm chí mở cái thực đơn ở trong khách sạn ra không biết kêu cái gì hết, mà nó thỉnh thoảng trong thực đơn họ chụp vài cái hình họ quảng cáo, thấy cái hình nào quen quen mặt cứ chỉ. Tại Phó Hòa có một chú Phật tử, chú không biết cái đó món gì, mà chú chỉ biết một món duy nhất là cái bánh gato, bánh khét á, là tuần ngày nào chú cũng chỉ cái bánh đó, mà chú ăn suốt 2 tuần lễ. Tại vì thường lúc Việt Nam mình mới qua là chính phủ sẽ giúp cho mình trong vòng một thời gian đầu, ít nhất là vài tuần lễ đầu, để cho mình ổn định cuộc sống, nhà cửa vân vân. Thì ngày nào chính phủ cũng cho người tới dẫn cái gia đình này đi ăn. Rồi thì ổng mở cái thực đơn, không biết kêu gì hết, ổng cứ chỉ cái bánh khét. Và từ đó về sau, bây giờ ổng ở nước ngoài 40 năm ổng không bao giờ đụng vô cái bánh nữa. Cho nên khi mà chúng ta gặp cái cảnh nào, nhưng mà chúng ta đâu có dừng ngay đó, vì cái này đâu phải mà chúng ta sẽ biết rằng khi chúng ta thay đổi môi trường mới thì chúng ta sẽ gặp một ít khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn đó nó không phải là cái điểm chính yếu để chùn bước mình. Có cái khó khăn nào hơn khi chúng ta tìm mọi cách đi tìm con đường sống? Quý vị đi làm mọi cách để qua được nước này, khó khăn không? Khó. Vậy thì cái khó mà phải ngôn ngữ, cái khó mà về thức ăn có là vấn đề không? Nó không là vấn đề so với những cái khó khăn mà chúng ta phải gặp. Cũng giống như thưa đại chúng, làm một cái ngôi chùa cũng khó đó, nhưng mà không khó bằng nuôi dưỡng tâm một chúng sanh, hay là độ cho một chúng sanh tu khó lắm. Hay là bây giờ mình thương cái anh đó, gia đình đó cản trở mình, rồi cuối cùng vượt qua bao nhiêu cái hàng rào cản trở, mình cũng được về sống với người đó. Nhưng mà cái khó bây giờ là gì biết không? Làm sao mình với họ có hạnh phúc. Chứ còn cái chuyện mà mình vượt qua những cái hàng rào cản trở của người nhà thì nó đã khó rồi. Nhưng mà không khó bằng mình hiểu nhau để sống đời ở kiếp. Mà thường thường á, có những cặp vợ chồng vượt được những cái khó gia đình hay vân vân, nhưng mà cuối cùng cũng đổ vỡ là vì không có mở ra cho mình một cái tâm chấp nhận được người kia, và không có mở lòng để thấu đáo người đó. Cho nên tâm trí mình không mở thì cảnh nào mình cũng bế tắc. Và Sa Di Hiền Trí đã tìm ra được cho mình một pháp tu. Một cái pháp tu là tại sao đất mà người ta còn đào ra được để dẫn đường đi, mà tâm của chúng ta không đào xới lên được để chúng ta tiếp nhận những cái gì màu mỡ khác. Một cái miếng đất khô cằn chúng ta xới lên thì nó cũng sẽ thành ra một cái miếng đất tốt. Ở trên tu viện Tây Thiên á, thiệt tình là hồi nào giờ mình ở phố, bây giờ là đúng là bỏ phố lên rừng đi tìm đất mua để làm cái tu viện cho đại chúng tu tập. Nhưng khi đi đến đó mua đất á, thì thấy cảnh quan thích, thấy nó có những cái cơ sở sẵn mình thích, như là cái chuồng bò, như là cái nhà cũ, mình nghĩ trong đầu là mình có thể sửa sang lại thành tu viện vân vân. Nhưng mình quên những cái khó khác. Quên những cái khó khác là đất ở đó toàn là đất sét, trồng cây khó vô cùng. Và vì những cái nhà đó họ xây như là những cái chuồng bò là phần lớn là cho thú vật, mà hễ có người mình muốn sửa sang lại ở á, thì phải bỏ hết những cái đó để thay vào đó những cái tường, những cái vách, những cái cách nhiệt vân vân bằng cái vật liệu mà thích ứng cho sức khỏe con người. Mình không nghĩ mấy cái đó. Thứ nhất là đất nhiều là 160 mẫu. Thứ hai ham rẻ. Lúc đó mình mua là 160 mẫu đất đó, một cái chuồng bò cả mấy ngàn mét vuông đó, một cái nhà 5 phòng ngủ, một cái gara, 2 chỗ đậu xe, mà 650 ngàn. Mà thời điểm đó mà mua như vậy gọi là rẻ. 2007 mà lúc đó kinh tế rất là lên, và nhà cửa rất đắt, mà mình mua được cái chỗ như vậy mà có một hàng thông rất là đẹp như vậy. Nhưng mà khi đi vào trực tiếp vào vấn đề thì khó vô cùng. Như rồi cuối cùng sau 10 năm tất cả những cái khó đó mình cũng làm được. Bây giờ Pháp Hoài coi lại mấy cái hình mà lúc mà mới mua rồi mới bắt đầu lên
khai hoang mà làm đó khác một trời vực. Mình không thể tưởng tượng được rằng một cái miếng đất mà không có gì hết mà ngày nay xây dựng lên những cái đạo tràng như vậy. Thì Sa Di Hiền Trí này đã tạo ra cho, đã suy nghĩ được cái cách để làm sao mình thấy cảnh đó mà mình tiếp nhận được một cái pháp tu. Thì cái này á, ở trong nhà Phật chúng ta thường dùng, không có pháp nào không phải là Phật pháp. Và tại vì chúng ta không đủ chánh niệm tỉnh giác để nhận ra cái pháp đó thôi. Rồi một hôm khác, Ngài đi trên đường, Ngài thấy người ta lấy một cái cây để mà chuốt thành những cái mũi tên bắn. Thì Ngài mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất là: thưa Thầy, người ta đang làm gì? Ngài Xá Lợi Phất nói: người ta đang dùng gỗ, người ta chuốt thành những mũi tên để làm những cái cung tên để bắn. Thì Ngài mới nói rằng, Ngài suy nghĩ rằng gỗ cây là vật vô tri, vậy mà người ta có thể chuốt nó thành những mũi tên nhọn để mà bắn được một cái gì đó rất là xa. Thì Ngài mới nói rằng tại sao chúng ta không có uốn nắn được cái tâm mình, nó trở thành ra những cái cây cung tên nó mềm mỏng như vậy. Thường thường á, mình biết cái gì là mình cứng ngắc à. Mình chấp vào cái mình biết mà không bao giờ mình mở lòng. Cho nên thưa đại chúng, cái chữ địa ngục á, mà người ta định nghĩa đó, địa là gì? Là dày chắc, ngục là tối tăm. Khi mà tâm mình á, chấp vào những cái điều mình biết và không bao giờ xê dịch và biết chắc mình biết đúng không? Hay là cái mình biết nó đang rất là mê mờ, mà rõ ràng quá mê mờ mà mình cứ nghĩ là cái đó là tốt. Cho nên từ một cái miếng gỗ mà người ta chuốt nó ra thành những cái cung tên mềm mỏng để mà người ta sử dụng được, để người ta bắn những cái gì rất là xa. Thì nếu cái tâm của mình mà không có uốn nắn cho nó mềm mỏng, cho nó uyển chuyển, hay là nói cách khác là mình làm sao mở cái lòng của mình, làm sao để cái cách sống của mình nó có được một cái sự uyển chuyển tùy duyên. Quý vị thấy hồi lúc mình chưa đi Hàn Quốc á, thì mình nghĩ là cái bắp cải mà để làm kim chi á, người Việt Nam mình quen gọi là cải kim chi. Đi chợ thấy bữa nay tôi đi mua cải kim chi về nấu canh. Nhưng mà cứ nghĩ trong đầu là kim chi là có cái cải đó thôi. Dĩ nhiên là cái cải đó là chính, nhưng mà người ta có thể làm ra bao nhiêu món kim chi khác. Hôm qua quý vị có ăn dưa leo kim chi phải không? Nghĩa là tùng tất biến tất thông á. Khi mà mình đoàn mình vô kim chi hết rồi, rau cải hết rồi, bắt đầu vô sắc dưa leo ra, cùng tất biến, múc cái sốt kim chi trộn vô, biến tất thông. Gặp cái lúc hết thức ăn thì mình phải có cái gì mình quyến chuyển. Và các cô nhà bếp là giỏi cái đó đó. Thì cái đó gọi là cùng tất biến, biến tất thông. Gặp lúc cùng, lúc nguy cùng, chúng ta có linh động được sự sống. Mà hãy chúng ta biến hóa là mọi việc nó thông hết. Ví dụ như giờ mình nấu ra cho 100 phần cơm mà tự nhiên đâu ra thêm mấy trăm phần nữa thì luộc bún. Ngày hôm qua Pháp Hòa lên thăm mấy ở trên phòng của cộng đồng người Việt, chùa Dược Sư ở đây cho người Việt mình một cái building để mà sinh hoạt hàng tuần. Các thầy dẫn qua lên thăm cái chỗ đó. Quý hai thầy ở đây cái tâm lượng rất là rộng lớn đối với cộng đồng người Việt. Cho một cái khu vực riêng cho người Việt sinh hoạt, và các ngài không màng người Việt mình phải đóng góp một đồng nào tiền điện nước hàng tháng hết. Không cần. Và cả cái cộng đồng Phật tử chùa Dược Sư này cũng đồng tình ủng hộ chuyện đó. Và quý ngài chỉ dặn người Việt mình là miễn sao mình sinh hoạt tốt trong cộng đồng Phật tử người Việt mình là được. Các ngài không cần gì hết. Cho nguyên cái building sinh hoạt vậy. Thì ngày hôm qua Pháp Hòa lên, thì hồi chiều hôm qua sau bao nhiêu ngày ăn bim bắp, tối hôm qua mới được ăn bún bắp. Quý vị được ăn bún, nhưng mà rồi cái khuya tối lại thì đông người ở các tỉnh. Ngày hôm qua là các vị ở các xa lớn thăm, đi xe 2 tiếng 3 tiếng ngủ đêm ở đây để làm sao dự được cái ngày hôm nay.
thì Pháp Hòa thấy các chị luộc bún và biến thêm là gì, cái nồi nước lèo hết rồi. Bây giờ bắt đầu để rau, để món này món kia vô, miễn có một tô bún khô, bún bì, bún gì, miễn có một món ăn, phải không? Cùng tất biến, biến tất thông. Thì cái tâm của mình cũng vậy, từ một cái miếng gỗ cứng mà biết chuốt, biết mài, biết dũa, thì nó cũng trở thành ra một mũi tên. Mà cái tâm uyển chuyển mềm mỏng đó bắn được rất xa, đi được rất xa. Quý vị thấy á, nếu mà mình chắc không, tôi là người Việt, tôi cũng sinh hoạt với người Hàn, thì sao mình có chỗ? Và nếu như người Hàn mà chấp kỳ thị với mình, thì có lẽ mình không được ngồi đây. Gọi như lần năm ngoái tháng 9, ai đi với Pháp Hòa qua Đài Loan thì cũng thấy đó. Sư bà của Thiện Đạo Am mở lòng với cộng đồng Phật tử người Việt cho sinh hoạt, nghĩa là bếp núc cái gì của chùa đó mình cứ vô mình sử dụng một cách thoải mái thôi. Thậm chí phòng ốc trên lầu là cho cả cái đoàn người Việt mình từ Việt Nam sang cả 100-200 người, rồi Việt Nam mình ở các nước kéo qua làm một cái pháp hội vừa rồi gần cả 1000 người như vậy sinh hoạt trong cái chùa của sư bà. Thì quý vị thấy không? Cho nên mấy em nhỏ nó hay lên gặp Pháp Hòa những lúc mà các em học xong lớp 12 mà chuẩn bị đi học xa đó. Thì mấy em lên gặp nó, giờ con sắp sửa đi học xa, xin thầy cho con vài lời để con giữ làm cái kim chỉ nam để con sống khi con xa nhà xa thầy. Thì Pháp Hòa hay nói với các em, đời tu của thầy cũng thực hiện 3 điều, giờ Pháp Hòa cũng muốn truyền lại cái đó cho mấy em đó. Một, đối với bản thân ít muốn biết đủ, đối với tha nhân kính trên nhường dưới, đối với sự việc lấy mận nhẫn nại uyển chuyển làm tiêu chuẩn. 3 việc: đối với bản thân, đối với người ngoài, đối với sự việc. Đối với bản thân mình thì mình ít muốn biết đủ, thì cái nhu cầu mình đủ rồi, còn những cái mà mình thêm đó là gì? Đâu phải nhu cầu mà là tham cầu. Còn hàng ngày hỏi cái áo có chưa, cái quần có chưa, cái nón có chưa, có hết. Thậm chí cái khăn tròn cổ có chưa, có, nhưng mà vẫn có 100 cái dư. 100 cái dư đó là mình muốn thêm thôi, chứ còn thật sự cái nhu cầu của mình, chúng ta hàng ngày đủ chứ không có thiếu, không muốn nói là dư nữa. Còn những gì chúng ta muốn thêm là tại chúng ta muốn thôi. Mà hãy muốn nhiều thì chúng ta sẽ khổ nhiều, ít muốn thì chúng ta khổ ít. Thôi bây giờ không dám nói là không muốn ha, muốn ít thôi. Đi qua hàng thấy gì cũng mua hết á, nhưng mà nghĩ tới cái chuyến đường qua Nhật nữa nên thôi bỏ xuống. Đỡ không? Cái đó gọi là quán đó. Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu, muốn mua thêm chút nữa, nghĩ tiếng đường qua Nhật nặng nề trả thêm thuế. Thôi bỏ xuống. Bỏ xuống mà đi mà không một chút ngăn ngại, phải không? Còn thập thà thập thởm. Ngày hôm qua có một anh tiếc, có một cô tiếc cái tượng Quan Âm ở chùa Tàu Khê đó. Hỏi thầy, thầy từ ở chỗ mình ở lên Tàu Khê xa không? Pháp Hòa nghe hỏi là Pháp Hòa biết muốn gì rồi. Nghĩa là còn tiếc rẻ, phải không? Thật tử ra quý vị thấy trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều khi chúng ta phải có một cái gì để chúng ta quán, để chúng ta chấp nhận buông bỏ cái đó. Thì bây giờ Pháp Hòa cũng nghĩ mình trong cuộc sống của mình cũng vậy, có những cái khổ nó đến với mình, cái người đó làm mình khổ, nhưng mình phải quán như thế nào để mình buông được cái đó xuống. Tại vì sao? Mình không buông là mình chết, mình không buông là mình khổ. Thì có một cái người đó, họ đến họ gặp một vị thầy. Hôm nay giờ thưa thầy, sao con giữ cái đó trong lòng hoài, con buông không được. Cái hòa thượng mới đưa cho cái người đó một cái ly nước, mà không có cái quai à nha, cái cốc thôi. Đưa một cốc nước nóng cho ông cầm. Nóng quá bên tay phải, cái ông làm gì? Chuyển qua tay trái. Ông cầm hồi nóng quá, cái ông cầm qua tay phải. Lết cầm hết nổi, cái ông làm gì? Buồn. Cái hòa thượng nói rồi, còn chứng đạo rồi đó. Cuộc sống này cũng vậy thôi. Mình trong cuộc sống này đôi lúc mình cũng cố gắng dữ lắm, lăn bên trái, lăn bên phải, lăn hồi hết chỗ lăn. Thì mình cũng vậy, buông mình cầm, nhưng mà cuối cùng cầm không nổi cũng phải buông. Nghĩa là trong cuộc sống chúng ta sẽ cố gắng hết mình, nhưng mà rồi tới lúc chúng ta phải buông. Vì
cái việc đó chúng ta không buông được thì chúng ta là cái người khổ chứ không ai khác. Cho nên nếu chúng ta muốn thành đạt được cái gì đó nó xa, giống như mình nhắm được một cái xa, thì phải thấy được cái tâm mình nó phải mềm mỏng. Quý vị biết là ngài Khổng Tử trước khi mất, ngài tập trung đệ tử lại, ngài mới hỏi đệ tử mình. Thì các đệ tử mới hỏi là: thưa thầy, trước khi thầy mất, xin thầy cho chúng con một cái câu nói gì cuối cùng. Thì ngài mới nói: các con hãy nhìn vào miệng của thầy, cái gì còn mà cái gì không còn. Các đệ tử nói: dạ thưa thầy, răng thầy hết trơn. Hết răng á, mà tiếng Pháp đọc là hăng rết. Răng thầy không còn, nhưng mà lưỡi thầy còn. Thì Khổng Tử mới hỏi: các con biết tại sao răng còn không? Ô, răng hết không? Tại răng nó cứng. Còn tại cái gì nó còn? Lưỡi. Mà lưỡi tại sao nó còn? Vì nó mềm. Con người cũng thế. Nếu chúng ta sống mà chúng ta mềm mỏng, quyển chuyển tùy duyên, thì chúng ta sống ngoài bất cứ môi trường nào chúng ta cũng sống được. Còn nếu chúng ta cứng ngắc thì chúng ta sẽ là người khổ. Cho nên mỗi lần đi hành hương á, Pháp Hòa gửi cái thư hành hương ra ngoài luôn luôn nói nha: quý vị đi với Pháp Hòa là quý vị biết đây là một chuyến hành hương tâm linh, chứ không phải một chuyến du lịch vãng cảnh. Tiếng Mỹ là không có expect cái gì on me hết á. Đừng nói sao thầy không dẫn tôi đi đây, thầy không dẫn tôi đi kia, mà phải nói rằng tôi đi đâu quý vị đi đó. Hôm nay tôi ở chùa, quý vị cũng phải ở theo. Chứ không có chuyện là thầy vô chùa tụi con đi shop được không, đâu có chơi cha vậy được. Tôi bắt tôi đi giảng, quý vị đi shop rồi quý vị mua đồ tốt, ai mua cho tôi. Cho nên ngài Sa Di Hiền Trí tiếp nhận ra được một cái pháp tu ngay trong khi thấy người ta đang chuốc cái mũi tên đó. Mà nếu chúng ta muốn đạt được cái gì xa thì tự chúng ta phải mềm mỏng. Thưa đại chúng, khi mà đến đây rồi thì hồi nãy Hòa Thượng Phó Trụ Trì vô, mấy ngày nay ngài tâm sự chuyện hiện tình Phật giáo Hàn Quốc nhiều lắm. Thì sáng nay ngài cũng nói nữa, ngài nói hôm qua quý thầy dắt nguyên qua lên ngồi nguyên bàn, ông cụ thấy thầy nào cũng trẻ đẹp hết trơn, cụ khoái lắm. Cụ nói: trời ơi, sao tôi thấy Phật giáo Việt Nam tôi ham quá, thấy thầy mấy thầy trẻ đi tu không à, còn Phật giáo Hàn Quốc giờ không có người trẻ đi tu. Tại vì trong cuộc sống có quá nhiều những cái đời sống vật chất mà giờ người Hàn họ không còn nghĩ đến chuyện tâm linh nữa. Thế thì ngài mới nói, ngày sáng ngài mới tâm sự trước khi ra giảng, ngài mới nói: tôi thiệt là xấu hổ khi mà tâm sự với các thầy những cái chuyện hiện tình, nhưng mà thiệt sự là chúng tôi còn thiếu sót dữ lắm, là tại vì bây giờ các chùa không có những người trẻ tiếp nói. Hôm qua Hòa Thượng nói: mấy thầy Việt Nam nào còn trẻ qua đây học đi, tôi nuôi hết cho rồi cái mai mốt muốn trụ trì tôi giới thiệu các chùa đi trụ trì. Và ai muốn trụ trì xứ Kim Chi không? Pháp Hòa nghe và thích đó. Có người lo cho mình đi học. Thì thưa đại chúng, ai bây giờ đây, bây giờ mình nhìn con cái của mình, thì Hòa Thượng mới nói vậy nè: bây giờ tôi chỉ còn hy vọng các cô gái người Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, sanh con Hàn Quốc, tại vì các cô đó có đạo tâm. Các Phật tử người Việt mình qua đây lấy chồng Hàn nhưng mà còn có đạo tâm, cho nên vẫn dẫn con đi chùa. Và Hòa Thượng hy vọng những đứa nhỏ mà háp háp này nè, mai mốt nó sẽ tiếp nối được, duy trì các ngôi chùa ở Hàn Quốc. Thì Pháp Hòa mới xoay qua, Pháp Hòa hỏi các chị Phật tử mà lấy chồng Hàn, hỏi mấy chị, mỗi người mấy đứa con. Chị nào cũng nói: con 2 đứa 3 đứa. Và nói: được rồi, về nhà cúng hết chùa, mỗi người vợ định đứa. Mà giờ nếu mà các chị mà chịu cúng cho chùa, mỗi chùa 1 đứa con, là Phật giáo Hàn Quốc không đến nổi. Phát tâm đi, phát tâm cúng dường. Mà quý vị biết cúng dường cho con mình mà đi tu á, cái đó gọi là đại cúng dường chứ không phải tiểu cúng dường đâu.
Đó là đại cúng dường đó. Và trong Phật Pháp á, thường gọi các vị cha mẹ mà cho con mình đi tu là đại thí chủ. Đại thí chủ. Cho quý vị thấy á, hồi xưa có các vị hòa thượng á, các ngài đến một cái quốc gia nào đó mà các ngài không nói được cái tiếng đó, các ngài khổ lắm. Rồi các ngài phát nguyện tái lai trở lại quốc gia đó để mà làm dân nước đó, học tiếng nước đó để truyền bá cho nước đó. Cho thưa quý vị là nếu trong kinh sử Đức Phật của chúng ta trước khi mà hạ sinh xuống cõi đời này, một vị Phật trước khi xuống đời phải làm 5 việc, trong đó có một việc quán chiếu là quốc độ nào mình chọn để đi xuống đó, thì ngài chọn Ấn Độ. Biết tại sao không? Tại vì Ấn Độ có cà ri. Còn qua các nước của mình toàn là cà thẻ không à. Ấn Độ nghèo, không có thẻ để cà, chỉ có cà ri thôi. Rồi cuối cùng là ngài phát minh ra cà sa. Và ngài phát nguyện rằng ngài xuống quốc, và thậm chí phải quán rằng cha mẹ nào là cha mẹ của mình. Tại vì phải chọn những cha mẹ hiền đức, biết tu tập để mới dẫn dắt mình từ nhỏ. Chứ nếu mình lọt vô cái gia đình mà họ đi club mỗi tuần rồi thì thế nào mình cũng dính luôn. Giống như ngài Khuy Cơ vậy đó. Ngài muốn trở về đất nước Trung Quốc để ngài độ dân Trung Quốc, nhưng mà ngài phước quá đi, cho nên ngài tái sinh một gia đình ông quan. Mà quan thì quý vị biết rồi, thì rất là nhiều, nghĩa là thức ăn, rượu chè hàng tuần. Cho nên cuối cùng ngài sống trong cái môi trường của một gia đình làm quan mà ngài cũng quên lửng cái đường tu của ngài. May là ngài gặp lại ngài Huyền Trang. May là ngài Khuy Cơ gặp lại sư phụ của mình. Thì ngài Huyền Trang biết, cho nên ngài Huyền Trang mới chấp nhận hết mọi điều kiện khi ngài Khuy Cơ đòi vô tu. Mà quý vị biết Hòa Thượng Đại Hưu ở đây, ngài thương con nít cực kỳ, có nhiều tiền mua đồ chơi cho mấy đứa nhỏ hết. Và bây giờ ngài hơn 70 tuổi rồi phải không? Quý vị thấy ngài khỏe không? Ngài đi lên trên cái núi chỗ tượng ngày hôm qua đó, đi có mấy phút là tới. Và quý vị biết á, ngài dặn các đệ tử trong chùa đừng có nói với ai ngài 70 tuổi. Đừng có nói với ai là ngài là hòa thượng, tại vì ngài muốn ngài trẻ, ngài để ngài chơi với con nít. Cho nên cái tâm hồn như vậy quý vị thấy đâu có già đâu. Thấy không? Mặc dù cái thân, cái tuổi ngài già, nhưng mà thân của ngài và tâm, vì cái tâm của ngài nó trẻ trung, nó vui, cho nên cái thân tướng nó cũng như thế. Cho nên mình cũng vậy. Cái tâm mình là cái nguồn mạch, mình muốn vui là tự nhiên cái tâm mình nó vui. Hồi nãy thầy Minh Mẫn lại nói nhỏ, hỏi Pháp Hòa có muốn đổi chỗ ngồi không? Pháp Hòa nói thôi giờ lỡ set up ở đây rồi, mặc dù em biết sau buổi này là em sẽ xấu đi nhiều lắm. Nhưng mà thưa đại chúng, cái tâm của mình á, mình muốn. Cho nên người xưa cũng có câu á, thế sự vô nan sự, do lai tâm bất chuyên. Cái thế sự này, cái sự việc của thế gian này không có thật sự là khó, chỉ tâm mình không chuyên nhất thôi. Mới đầu mình tụng chú Đại Bi thấy khó không? Nhưng mà tụng riết thuộc không? Chẳng những thuộc chú Đại Bi mà thuộc luôn chú Lăng Nghiêm nữa nhé. Còn có những bài chú rất khó đọc, như là Án Nại Mô Bo Cót Ngõ Đế, A Ba Ra Mật Đạp, A U Rị A Nạp, Tô Tất Rị Thiệt Chất Đạp. Quý vị đọc thấy khó đọc, nhưng mà tâm mình chuyên cần tu tập thì một ngày nào đó tự mình thuộc. Cho ngài Sa Di Hiền Trí thấy được người ta chuốt mũi tên mà ngài nhận ra được cái pháp tu. Một lần khác, ngài thấy người ta lấy gỗ đẽo thành một cái bánh xe. Ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, người ta đang làm gì? Thì ngài Xá Lợi Phất nói người ta đang lấy gỗ, một cái khúc gỗ mà người ta đẽo, mài, gọt, dũa, làm đủ cách để làm được một cái bánh xe để chuyên chở vật dụng. Thì ngài mới nghĩ, khúc gỗ mà người ta còn đẽo đọt,
nó ra thành một cái hữu dụng, thì tại sao ở nơi con người này chúng ta không đẽo gọt mình để trở thành một người hữu dụng? Tại sao chúng ta không đục, không đẽo, không mài những cái xấu nó ra khỏi thân tâm của mình để mình trở nên một cái vật hữu dụng? Một khúc gỗ mà nếu chúng ta đẽo gọt, mài chùi cẩn thận tinh vi thì khúc gỗ đó là một tượng Phật. Nếu chúng ta chịu khó chùi rửa, cắt gọt những cái xấu của tham, của sân, của si, của những phiền não, thì chúng ta sẽ trở nên một cái người rất là đẹp. Không có ai thích chơi với người tham sân si hết. Thôi thì bây giờ thưa đại chúng là tham sân si ai cũng có, nhưng mình có nơi có chỗ thì ta dễ chịu hơn. Chứ còn người ta sẵn lòng, người ta chấp nhận mình có tham sân si, nhưng mà đừng có tham sân si không đúng chỗ, người ta kêu sản. Cái người nào mà hay nóng giận không đúng lúc, cái ông này sản quá. Và này, người ta chấp nhận mình tham sân si, nhưng mà đúng lúc thì người ta dễ dàng. Ví dụ như mình đang đứng xếp hàng, tự nhiên có ai đó chen lấn mình ra, cái mình xây qua mình nộ người đó, mặc dù ai cũng sẽ tới khuyên mình thôi kệ đi, nhưng người ta chấp nhận, tại vì ta biết rằng cái người kia lỗi. Trong cuộc sống á, cái sự thật là mình phải chấp nhận. Mình chấp nhận là người này giận đúng, nhưng mà thôi, giận vậy được rồi, đừng giận lau lỗ. Đó là cái cách mình khuyên và cái cách mình thực tiễn với cuộc sống, chứ đừng nói thôi đừng giận. Người ta lấn mình ra mà kêu đừng giận là làm sao? Phải không? Cái thì người khác đấy, bà giỏi bà bị đi rồi biết. Cho nên thực tế, người ta giận là mình phải nhận người ta giận, mà ta giận đúng, người ta không giận sai. Nhưng mà cái câu thứ hai là mình quyển chuyển, mình mềm mỏng, mình nói làm sao để người giận tiếp nhận. Thưa đại chúng, có một cái ông đó, ổng nhà giàu lắm. Và khi giàu á, ổng mới muốn người ta, ổng mới mời một ông thầy phong thủy về coi. Thì một hôm á, trên đường đi về, thì chở ông thầy phong thủy đi về nhà để coi chỗ, thì ông thầy, ông cái ông chủ nhà này nè, chủ nhà giàu này nè, thắng chiếc xe lại. Rồi một đứa nhỏ nó qua đường, ông tấp qua, ông vẫn chưa chịu đi. Thì ông cái ông thầy bói, ông thầy coi phong thủy đó mới hỏi, ủa tại sao ông chưa chịu đi? Ông mới nói, dạ thưa thầy, tại vì đứa nhỏ nãy nó qua đường, tôi sợ nó chưa an toàn đến nơi, tôi phải dừng lại. Đến khi nào nó thật sự nó an toàn, nó qua bên kia rồi mình đi cũng không muộn. Thì khi mà ông sắp sửa quẹo xe ra, thì một chiếc xe khác nó hấp, nó gấp lên, nó đi ẩu, ông vẫn nhường. Thì ông thầy kia nói, ủa tại sao ông nhường? Nói người ta mà như vậy chắc có lẽ có người ta có chuyện gấp, thôi mình nhường người ta một chút, tại mình cũng không có chuyện gì để gấp. Ông ra được trên đường rồi, ông thầy phong thủy mới nói, thôi anh chở tôi về lại nhà tôi đi, tôi không coi nhà anh nữa đâu. Ông này mới nói, ủa sao con làm gì Phật lòng thầy? Nói nhà ông phong thủy tốt lắm rồi, khỏi coi nữa. Quý hiểu được câu chuyện không? Như vậy là phong thủy là tại mình sống, hay là đổi cái chỗ nó đổi nó thay? Cái ông này cũng sống tốt như vậy rồi thì ổng ở đâu cũng tốt, ổng ở đâu cũng được người ta thương, ở đâu cũng được người ta quý. Đâu phải đổi phong, mình đổi phong thủy mà không đổi cái tâm sống của mình, cái cách sống của mình thì vô dụng. Cho nên Khổng Tử cũng nói, tâm địa bất chánh phong thủy vô ích. Tâm địa bất chánh phong thủy vô ích. Cho nên mình muốn có phong thủy tốt, phong là gió, thủy là nước, phải không? Nước nó làm trôi chảy sạch sẽ mọi thứ, gió nó làm điều hòa mọi thứ. Mà chúng ta nổi cơn hoài thì bão tố hoài, thì nhà cửa nó cũng tiêu, hạnh phúc nó cũng tiêu. Tại vì mình đổi phong thủy mà nơi sống của mình là không có phong, mà mình là bão. Mình đâu có nói dạ con mời thầy về nhà gia đình để coi dùm con gia đình bão tố. Đâu, coi phong thủy. Nước thì phải hữu tình. Phải như thế nào để nói lên cái mặt nước nó đẹp.
Phong là gió, cho nên mình hay nguyện là phong điều vũ thuận, gió hòa mưa thuận. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta sống không thuận hòa thì lấy cái gì mà nơi đốn đó. Bây giờ Pháp Hòa nói nè, Phật tử người Việt Nam mình ở khu vực này được hai thầy ở đây tạo mọi điều kiện tốt cho mình sinh hoạt, vậy mình có mọi sự này có thuận hòa không? Có. Không cần phải lo tiền trả điện nha, không cần trả tiền điện, tiền nước bất cứ. Và thậm chí quý thầy ở Việt Nam qua đây đi học, hai hòa thượng cũng không có đề nghị mình phải làm bất cứ việc gì của chùa hay là phải lao tác gì hết, miễn sao các thầy lo học hành đàng hoàng quá tốt rồi. Nhưng nếu chúng ta không biết sống thì cũng không phụng không hòa. Cho nên ông thầy phong thủy đó, sau khi ông chỉ có một cái giây phút ngắn ngủi mà ông đã học được nơi cái ông chủ này hai cái tâm lượng như vậy thì thôi coi gì nữa giờ, có gì nữa để coi đâu. Đức của ông như vậy, đạo hạnh của ông như vậy, khỏi cần coi. Cho nên một con người mà nếu chúng ta không có sửa cái tật của mình thì mãi mãi mình là như vậy. Cho nên ví dụ như người ta hát cái bài này: với em anh vẫn là người tình trăm năm. Ủa, có 100 mà sao không lên 500? Cho nên á, mình phải chịu khó mình sửa của mình thì mới thể hiện được cái lòng từ. Mình thương người đó thì mình sửa được cái tật của mình để người đó hạnh phúc khi người đó sống với mình. Và người đó sẵn sàng tiếp nhận mình, chịu cực, chịu khó, nhẫn nại để cho mình thời gian sửa chữa, thì mình cũng phải nên chịu khó sửa chữa. Ở đây Pháp Hòa thấy người Hàn có một cái phong tục là hay lượm mấy cái đá viên, mấy cái miếng đá vụn chất chồng lên, đi dọc bên đường hay thấy cái đó đó. Thì có một hôm vừa rồi đi trên chùa, dọc xuống đường thì thấy người ta chồng như vậy nhiều lắm, hai bên đường lượm mấy cái miếng đá vụn 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 vậy đó, mà ngồi chất chồng cao vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói với thầy Đức Tạng, thầy đệ tử, và nói: con chỉ cần nhìn cái này thôi, con cũng có thể học được bài học. Cuộc sống này á, nó giống như là những cái miếng đá vụn nè, miếng lớn, miếng nhỏ, miếng dày, miếng mỏng, đủ size, đủ cỡ hết á. Nhưng nếu với cái tâm thành con ngồi chịu khó, con chất lên, thì mọi việc nó sẽ đi vào khớp hết. Quý vị nhìn kỹ coi, người Bắc, người Nam, người Hàn, mà nội người Việt thôi mà cũng không, cũng nhiều lắm nha. Bánh bột lọc nè, giá sống nè, rau muống nè. Không có ai giống ai hết. Vậy mà chúng ta ngồi lại với nhau, giá nè, cà chua nè, đậu bắp nè, me nè, rau thơm nè, ngò ôm nè, ôi cha đủ hết giờ. Cái ngồi lại nhau cái thành nồi canh chua, không chịu. Giá nè, đậu xanh nè, nấm nè, bột nè, nghệ nè, ngồi lại với nhau cái thành bánh xèo. Thế quan trọng là chúng ta chịu ngồi lại với nhau thì chúng ta có được một món. Cho nên ở bên nước ngoài đã có một cái kiểu ăn là kiểu ăn hot pot. Trong các cái cơ quan làm việc á, mỗi năm tổ chức một hai lần hot pot, làm mỗi gia đình nấu một món đem vô. Mỗi người gia đình nấu món đem vô, mà người Mỹ họ rất thích cái kiểu party như vậy. Tại vì sao? Họ được cơ hội và thưởng thức rất là nhiều món và tài năng của mỗi người. Cho quý vị thí dụ như có nhiều bữa ăn của mình đó, năm cái món, năm cái dĩa bún xào mà không có dĩa bún xào nào nó giống nhau, vì mỗi người một cái taste, một cái hương vị và chúng ta rất là thích thú. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta đọc kinh tam đức lục vị, mỗi món ăn của chúng ta đầy đủ sáu vị: mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát hay là chua. Thì trong cái món ăn mình có đủ hương vị. Nội cái dĩa gỏi của mình thôi, có chua nè, có độ giòn nè, có độ ngọt nè, có vị mặn nè. Một dĩa gỏi thôi mà nếu mà gỏi mà chua le ăn không được. Chua mà phải chua đậm. Chua như thế nào? Giống như nấu canh chua của miền Nam vậy.
Nếu mà chỉ nấu nước lạnh rồi để me vô thì nó chua, mà nó không có cái vị mặn ngọt của nó, thì cái nồi canh chua chưa đạt. Thì ở đây mình trở lại câu chuyện của Ngài Hiền Trí. Ngài thấy người ta đẽo gỗ làm ra được một cái bánh xe để mà chuyên chở. Ở nơi con người chúng ta, nếu chúng ta muốn gọt bào những cái xấu, những cái negative, những cái xấu ra khỏi tâm thức của mình, thì tự nhiên con người mình nó phải khác thôi. Thưa đại chúng, mà mình đi hành hương á, nếu như mỗi người chúng ta phát tâm ghi danh đi hành hương á, mà mình không bỏ đi một vài cái tật của mình, là mình vô đi chung với đoàn hành hương đó là nguyên cái đoàn nó bị mình hành hạ. Tại vì mình đem nguyên cái tật của mình vô, mình áp đảo có cái đoàn. Bây giờ người ta tu, người ta tu chứ người ta không ngu. Mình nói gì ta biết hết á, nhưng mà ta tu, ta nhịn. Cho nên rồi cuối cùng cái mình sao biết không? Em xin em đứng một mình cũng xin. Mình đứng đâu người ta ngán quá, ta không dám tới. Cho nên cái bữa đầu tiên khi lên ăn thì cái người hàng họ không ăn chay, họ không biết nấu chay. Mình kêu ăn chay thì họ nghĩ là cái gì mà không có thịt thôi. Thì họ nấu ra một cái nồi cháo, thì để chữ cháo vegetable. Chà, mình đọc tiếng vegetable tưởng rau cải phải không? Mỗi người múc ra ăn chén, mấy vị cũng múc cho Hoàng chén. Phó Hòa đưa vô miệng và nói: cháo này không phải vegetable, nó có cái kia ở trong á, nó có thịt á, mình ăn mình biết. Nhưng mà cái cô làm nó cũng mới kêu cái người trong đó, Phó Hòa ra dấu và nói: đừng, cái này người ta không cố tình, người ta chỉ vô tình người ta làm thôi, mà người ta tất cả đều là nhân viên làm thôi, người ta không có cố tâm đâu. Mà bây giờ mình cứ im lặng để cho đại chúng ăn đi, đừng nói gì hết. Mình nói là động chúng hết, mà chuyện nó không có đáng, phải không? Mà cái thứ hai nữa đó, mình nói là mình là đoàn hành hương mà chưa gì hết là mình đã hành hạ nhân viên nhà hàng rồi. Mà mình nói ra cái lời nói, nhiều khi mình không có khéo cái lời nói thì mình làm cho người ta buồn. Cho nên mọi người nói đừng nói gì hết, mình phải thể hiện đúng cái tinh thần hành hương của mình. Hành hương là gì? Mình đến đâu mình luôn tỏa ra cái hương để cho người ta cảm nhận được cái tu tập của mình. Cho nên mình đến chùa này nhớ là mình đang hành hương. Và Phật tử tất cả các nơi về đây cũng phải thể hiện tinh thần của Phật tử Việt Nam. Rác là phải lượm lên, sau khi xong phải phụ dọn dẹp, ngăn nắp ghế bàn, đâu vào đó. Đừng có để cho chùa phải, mặc dù chùa không có biểu mình gì hết, nhưng tự mình phải ý thức điều đó. Mình phải tự đục đẽo cái tánh xấu của mình là bừa bãi, bê bối, phải không? Thì người ta thấy mình bừa bãi bê bối thì người ta bực bội. Thành thứ là tùy mình. Pháp Hòa đi nhiều chỗ rồi, có nhiều khi thấy kỳ lắm. Con cái lần đó tới đó, một cái chùa Tích Lan cho mượn chùa mà mới có chưa vô pháp thoại nữa, người ta ra người ta khóa cửa washroom luôn, ta không cho xài nữa. Ta nói khủng hoảng quá, mới có một buổi sáng thôi mà dơ không thể tưởng được luôn. Là gì? Có thùng rác đó mình không bỏ, thấy không? Thành thử cái đó là lỗi của mình. Cho nên ở đây, qua cái câu chuyện của Ngài Hiền Trí, Ngài là một sa di còn nhỏ mà Ngài có những cái nhìn thấu đáo về cuộc sống này. Thì Pháp Hòa mượn ba sự việc thì Pháp Hòa thưa với đại chúng: trong cuộc sống của chúng ta không có cái gì mà nếu chúng ta không có nhìn bằng cái cặp mắt Phật Pháp thì nó sẽ không trở thành là Phật Pháp. Chiều hôm qua đến đây đó, có vị nào đi theo thầy trụ trì lên cái chỗ thờ Ngài Dược Sư không? Thì ở trước cửa cái điện Dược Sư á, có để con dê. Mà đối với Việt Nam mình á, thì cái con dê là con gì? Cái con mình không muốn nhắc, mà thậm chí hỏi gặp nó kêu sư phụ. Phải hoài nhớ hồi nhỏ, tại mình đầu cái đầu Việt Nam mình á, là con dê á, là số 35. Mà hễ ai nói 35 là số dê, mà chữ dê nghe nó kỳ dữ lắm. Cái thì Pháp Hòa đi xe bus á, mà từ ở trước cửa chùa mà lên cái trường học Pháp Hòa là xe bus số 35. Cái thì mấy vị mới hỏi: thầy đi học đi xe bus số mấy?
Pháp Hòa mới nói: dạ, số nhỏ hơn 30, lớn hơn 34, nhỏ hơn 36. Tại vì mỗi lần mình nói 35 ra là ta cười. Thì người Việt Nam mình là con dê không có gì. Vậy mà ở Hàn Quốc con dê tượng trưng cho phúc. Cho nên con dê để trước cửa điện của ngài dược sư á, rồi ai muốn cầu phúc lợi rờ con dê. Quý vị thấy không? Vậy thì con dê mà cái con đó mà cái đầu mình nghĩ là con dê là cái con không dễ thương đó. Chỉ của người mình thôi chứ còn ở nơi khác nó là khác. Mình cũng không hảo con dơi. Mình nghe con dơi là mình ớn rồi. Vậy mà người Trung Quốc để con dơi trang trí trong tay của Phật Di Lặc, con dơi nó quay ngược trở lại. Vì sao? Vì cái cách phát âm con dơi là phúc. Con dơi là phúc mà nó phúc là bay ngược lại mình. Cho nên gọi là phúc đảo. Phúc đáo tức là phước nó tới với mình. Cho nên họ mới vẽ chữ phúc á. Họ quay ngược cái đầu lại. Mình mới biết được có chữ phúc. Mình đi ngang nói nhà này không biết treo chữ. Treo ngược. Mà mình không biết phong tục của người ta. Cái chữ phúc xong rồi người ta quay ngược lại, người ta treo trước cửa nhà để tượng trưng cho phúc tới nhà. Phúc nó đáo lại với mình. Cho nên hồi đó mình không biết, mình thấy sao Phật Di Lặc cầm con dơi. Người Việt mình là kêu con dơi là mình thấy con dơi là mình sợ, mình không thích. Mình thấy nó cái gì đó nó xui. Phải không? Nhưng mà người ta thích con dơi là gì? Con dơi là tượng trưng cho phúc đáo, đáo trở lại. Mình cũng không thích số 8. Tại vì số 8 là hai cái còng. Nhưng mà người Hoa ta thích số 8. Người Quảng ta kêu dách lục bạc. Mình chỉ không thích bà 8 thôi à. Chứ số 8 được. Ok. Thế vậy thì quý vị thấy rằng tất cả các pháp, nếu mình có được cái tâm nhìn Phật Pháp thì pháp nào cũng đều là pháp tu hết. Pháp nào cũng là pháp tu hết. Hôm qua mình lên trên trên núi á, thấy cái tượng Đức Phật duỗi tay không? Duỗi tay. 1000 người Phật tử Việt Nam hay là người Trung Hoa mà không biết thì sẽ bảo đảm nói đó là Phật Di Đà. Nhưng mà hỏi ra thì thầy ở đây mới nói không, người Hàn Quốc á, gọi á, Phật đó là Phật Di Lặc. Vì các ngài nói rằng á, Phật Di Lặc là Phật tương lai, Bồ Tát Di Lặc là vị tương lai cứu độ cái thế giới ta bà. Cho nên ngài duỗi tay ra để ngài độ thế giới này. Còn cái ông mà bụng bự tròn vo đó, người Hàn Quốc không kêu Phật Di Lặc mà gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Mà thật sự là đúng, ngài là bố tượng, đó là tượng do người ta nương cái hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng ta tạc lại. Rồi người Trung Hoa với người Việt Nam mình là nghĩ rằng vị Bố Đại Hòa Thượng đó là do Phật Di Lặc ứng hóa thân, cho nên mình mới gọi ngài là Phật Di Lặc, chứ thật sự ra ngài đâu phải Phật Di Lặc, đó là tượng của ngài Bố Đại Hòa Thượng. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để mình thấy rằng nhiều khi mình chỉ biết như vậy, nhưng mình nghĩ trong đầu mình là như vậy, nhưng mà khi mình đến nơi mình hiểu thì nó không phải là như vậy. Giống như mình thấy vẽ râu cũng vậy, vẽ râu vẽ cho đẹp đẹp cái gì đâu mà có hai cộng. Mà đối với người của mình mà râu mọc kiểu đó kỳ lắm, nhất là coi cải lương á. Ông nào mà tướng nào ra thì ông nào mà nịnh gian hai cộng nhỏ nhỏ lâu lâu còn chấm thêm cái nút ruồi đó. Để nói lên cái tâm của người đó qua cái nét điểm trang của người đó. Nhưng mà đối với cái nghệ thuật tranh ảnh đạo Phật thời xưa, cái vẽ đó là tượng trưng cho cái gì? Cái đó gọi là râu bát tự. Râu bát tự nghĩa là râu chữ bát. Chữ bát là số 8 á, viết theo chữ nho. Chữ nho là số 8 viết vậy nè. Thì cái râu đó đó, nó mọc hai bên là kêu là râu bát tự. Mà râu bát tự vẽ râu lên tượng Phật để nói lên gì? Tướng trượng phu. Trượng phu là phải có râu, bởi vì tu mi mà. Nhưng mà tạm vẽ vậy thôi. Ở Canada đó, cái chùa Trúc Lâm á, cách đây hơn 20 năm là mình mua cái nhà thờ để làm chùa, nhà thờ của Tin Lành. Sau đó mình mới bán cái nhà thờ đó lại cho người Hàn Quốc để làm chùa.
thì họ mới chở những cái tượng Phật về đó thờ là tượng Hàn Quốc không. Thì vừa rồi ông chủ chùa mất rồi, cho nên cái chùa không thể duy trì, thì mới đem hết tất cả tượng Phật ở trong cái chùa đó cho lại chùa Trúc Lâm mình hết. Thì quý vị biết trong đó có tượng Ngài Địa Tạng, giống như cái tượng ngày hôm qua Địa Tạng mình tới mình xem vậy đó. Thể trên đó vẽ mấy cọng rau, ba cọng à, mà ngắn ngủn ba cọng à. Thì ai nhìn nó trời sao râu gì, mới tưởng mới nhìn tưởng đâu là cái tượng gì, không, tượng Ngài Địa Tạng đó, mà theo cái phong cách của người Hàn Quốc là tượng Phật Quan Âm Di Đà Thế Chí gì có râu hết, tại vì đó là tượng trưng cho cái tướng của người Nam. Chợ Pháp Hòa nói thêm để đại chúng đi qua Hàn qua Nhật thấy những tượng Phật có râu không có ngạc nhiên, vì đó cái tượng vẽ như vậy là thời xưa đó, thời xưa đó người ta theo cái phong cách một cái hình tướng của trượng phu là phải có râu, và thậm chí vai ngang, vai ngang để tượng trưng cho cái tướng của người người Nam. Mà bên Ấn Độ là tượng Phật môi phải dày, vì đó là nét đẹp của người Ấn Độ. Thì hôm nay trong cái buổi sáng gặp gỡ này, Pháp Hòa chỉ muốn kể lại một vài câu chuyện để thưa với đại chúng rằng nương vào đó thì chúng ta sẽ học được những cái bài học trong cuộc sống này, là chúng ta chỉ cần có Phật Pháp thì chúng ta sẽ có phương pháp. Bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, chúng ta cũng linh động, chúng ta ứng dụng, tìm ra được tất cả những cái bài học quý báu cho cuộc đời của mình. Pháp Hòa nghĩ rằng ai ngồi đây, mỗi người mình mỗi duyên đưa đẩy mình đến mỗi nơi mình sống khác nhau. Quý vị đừng nghĩ rằng ồ, quý vị nào mà sống ở Mỹ, ở Canada sướng hơn mình ở đây. Dạ thưa không, tất cả mọi người khi mình rời khỏi cái đất nước của mình, mình sống ở một cái quốc độ mà hoàn toàn xa lạ với mình, từ ngôn ngữ, thức ăn cho đến văn hóa, thì chúng ta đều gặp khó khăn ở buổi đầu hết. Nhưng mà tất cả những cái đó nó không chùng bước, tại vì mình đã chấp nhận đi tìm một cuộc sống mới, thì đó là những cái chúng ta phải gặp ở một cái mới. Ví dụ quý vị chấp nhận đi hành hương qua Ấn Độ thì cái chuyện mà ở Cà Ri mỗi ngày là chuyện không thể tránh. À, quý vị qua đây thì quý vị sẽ có những món ăn ở đây. Mà thật sự mà nói á, nếu như mình đi qua một cái quốc gia nào mình cũng an toàn là canh chua, đồ kho, thì giống nhau mình không thưởng thức được những cái đặc thù của cái quốc gia đó. Cho nên Pháp Hòa rất thích đi tới đâu là Pháp Hòa phải thưởng thức được cái món ăn của quốc gia đó. Như có lần đi Bhutan, qua tới Bhutan thì người ta cứ nấu mì xào cho mình ăn hoài. Pháp Hòa mới hỏi ở Bhutan này có món gì mà cái món đặc biệt của quý vị không? Nói dạ có, ớt xào với phô mai. Rồi cuối cùng quý vị đem ra cho đoàn một một cái chảo, một cái thao, một cái dĩa ớt xào với lại cheese. Không ai ăn nổi hết, tại vì nó cay cực kỳ. Mà đi hai bên đường là nóc nhà nào cũng đỏ hết trơn, tại vì họ phơi ớt để ăn mùa đông. Và thậm chí họ lấy ớt họ ngâm với dầu. Những đứa con nít ở Bhutan đi học về hỏi muốn ăn gì, cơm ớt thôi, miếng cơm cầm trái ớt dầu ra ngồi ăn ngon lành vậy đó, phải không? Mà không có gì trở ngại. Thì mình không ăn được, nhưng ít nhất mình cũng đã thưởng thức được cái đó rồi. Thì thôi, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng rằng khi chúng ta học Phật thì chúng ta phải nhớ rằng đạo Phật, chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta tiếp nhận một nguồn năng lượng để chúng ta ứng dụng sống trong đời sống của chúng ta, và bất cứ cảnh nào chúng ta cũng sống được hết. Cho nên thưa đại chúng, cõi nào cũng có Phật đó để giáo hóa, đặc biệt như vậy, chứ không có một vị Phật độc tôn nha. Ta Bà có Thích Ca, Tịnh Độ có Di Đà, Đông Phương có Dược Sư. Ý muốn nói rằng ngay quốc độ đó vẫn có những chúng sanh thành Phật được, thì mình lót về đó vẫn có những vị hướng dẫn cho mình, thiện tri thức cho mình, để mà chúng ta hướng tâm, chúng ta thành tựu được như các ngài. Quý vị đâu ngờ rằng ngày hôm nay mình đến xứ Hàn Quốc này sống và được sự bảo bọc, giúp đỡ, trợ duyên của các thầy người Hàn Quốc đâu, phải không? Vậy thì quốc độ này vẫn có các bậc đạo sư để chúng ta nương vào, chúng ta tu tập. Thì xin chúc nguyện cho đại chúng luôn luôn giữ được tâm mình và đẽo gọt, khai thác
để tâm mình luôn luôn có được một cái hướng đi trong sáng và đi tới cái chỗ an lành. Và vì vậy cho nên mình sống được như vậy, mình sẽ có phương pháp hướng dẫn lại cho con cháu của mình được những cái cách sống tốt đẹp giống như mình vậy. Và theo chương trình, sau buổi trưa hôm nay thì chúng ta còn có những buổi sinh hoạt khác do thầy hướng dẫn chương trình sẽ hướng dẫn cho tất cả chúng ta. Chúc nguyện cho đại chúng có được một ngày sinh hoạt ở tại đây đầy đủ bình an, vui vẻ và tiếp nhận được năng lượng dược sư, tức là năng lượng của bậc thầy chữa lành bệnh của chúng ta. Từ cái phong cảnh ở đây, từ những cái cách sống và cái cách đối xử ở đây cho được vui vẻ. Và Phật tử người Việt Nam ở hải ngoại có duyên được đến đây, nhớ đi thăm các Phật tử người Việt sống ở đây để chúng ta làm quen và trao đổi cũng như là chúc lành cho nhau trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.